Đến nay, đa phần người dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 và mũi 3. Đặc biệt là có nhiều người đã được chủng ngừa COVID-19 đến mũi thứ 4. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người dân không hiểu về các mũi vaccine trong quá trình tiêm chủng, gồm những mũi nào, dẫn đến nhiều người đã bỏ lỡ các mũi tiêm hoặc không tiêm phòng đúng thời gian và số lượng quy định, ảnh hưởng đến chất lượng phòng chống dịch bệnh và sự miễn dịch của cơ thể trước dịch bệnh, nhất là khi có thể xuất hiện các làn sóng dịch mới. Nhằm đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo mỗi trạm y tế xã thành lập 3 đội tiêm lưu động, nhưng quá trình triển khai kết quả lại không được như mong muốn. Theo thống kê của 14 trên 15 huyện thị xã thành phố, hiện có trên 60.000 liều vaccine COVID-19 đã hết hạn từ ngày 30 tháng 6. Trong giai đoạn từ tháng 3, tháng 4, thì cái số mà người dân mắc COVID trên địa bàn rất lớn. Do đó, cái tính về thời gian để tiêm mũi 4 thì hiện tại bây giờ chưa đủ thời gian. Người dân cũng xảy ra cái tư tưởng là đã nhiễm rồi thì không muốn tiêm vaccine nữa. Thì đây cũng là quan điểm hết sức sai lầm. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là những người tiêm mũi 3 xong, nếu không tiêm mũi 4 thì nguy cơ tái nhiễm và bị nặng cao gấp đôi so với những người tiêm mũi 4. Ngoài ra, những người đã tiêm 2 mũi đầu bằng vaccine Sputnik V hoặc vaccine Verocell thì phải tiêm thêm 1 mũi bổ sung trong vòng 3 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 mới được xem là đủ liều cơ bản. Khi tiến hành tiêm mũi nhắc lại lần 1, những người sử dụng 2 loại vaccine trên sẽ được tiêm tổng cộng 4 mũi. Do đó, trong được tiêm mũi nhắc lại lần 2 đang triển khai, nhiều người nghĩ đã tiêm đủ liều nên không đi tiêm. Trong khi tại Tây Nguyên, có đến 37% người dân tiêm vaccine Verocell, tức hơn 1 triệu người. Cấp ủy chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể phải hết sức tích cực, nhưng cũng nhiều địa phương thì gần như khoán trắng cái việc này cho y tế với lý do là sau quá trình chống dịch thì bây giờ chúng ta quay lại phục hồi kinh tế, cho nên là để người dân có thể nắm bắt được một cách dễ dàng là cũng là rất là khó khăn. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, việc tiêm mũi nhắc lại là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang khôi phục lại các sinh hoạt xã hội, sản xuất kinh doanh.